Dạ, một căn nhà mặt tiền trục đường số 16, nằm ngay khu vực Gò Xoài và nó cách ngã ba Lê Văn Quế với Gò Xoài chỉ có 200m thôi. Với cái diện tích ngang 4 và 18m, giá rất là tốt, chỉ có 4 tỷ 8 còn thương lượng. Nhà hiện đang cho thuê, nhà mình là mặt tiền nội bộ của mặt đường số 16. Và từ cái căn nhà chạy ra cái khu vực chợ tự phát của con đường số 16 chỉ có 50m. Và từ khu vực căn nhà mình đi ra chợ Ông Mười của Gò Xoài thì 200m, đi ra Tân Kỳ Tân Quý thì khoảng 600m. Ở cái vị trí này mình buôn bán kinh doanh được nhiều mặt hàng. Và hiện tại căn nhà mình đang cho thuê với cái giá cao và thu nhập ổn định hàng tháng. Diện tích ngang 4 và 18m mà giá chỉ có 4 tỷ 8. Giá này còn thương lượng và sổ hồng riêng đầy đủ hết, ngân hàng ở chợ mình vay trên 80% giá trị căn nhà. Hiện tại thì trên cái tuyến đường số 16 thì bên em còn rất là nhiều căn nhà mặt tiền để quý khách có thể tham quan và lựa chọn cho mình một căn ưng ý. Nhà của mình tiện ích bán kính trong vòng 500m là mình gần chợ, trường, ngân hàng, siêu thị, bệnh viện. Mình nằm gần trường Phù Đổng. Và từ đây đi ra khu vực Tân Kỳ Tân Quý, đi ra quận Tân Phú thì tầm khoảng từ 600m đến 800m đổ lại. Hiện tại thì bên em đã tới cái vị trí ngã tư của đường Gò Xoài và đường số 16. Và bây giờ thì bên em mời quý khách rẽ vào đường số 16 để mình tham quan căn nhà này nhé. Ở ngay vị trí này là mình có cái chợ tự phát nè, buôn bán đông đúc và sầm uất. Và từ đây mình chạy vô căn nhà của mình thì từ 5 đến 60m thôi. Với cái hiện trạng nhà mình là nhà cấp 4, hiện mình đang cho thuê làm kho xưởng. Diện tích là 4-18, sổ hồng riêng đầy đủ, giá chỉ có 4 tỷ 8 còn thương lượng. Quý khách tham quan căn nhà này thì vui lòng kết nối với nhà đất Bình Tân để mình đi tham quan trực tiếp và làm việc với chính chủ nhé. Cảm ơn quý khách đã theo dõi video này. Nhớ bấm like, đăng ký để cập nhật những căn nhà mặt tiền mới nhất mà bên em sẽ chia sẻ trên kênh YouTube. Cảm ơn quý khách, xin kính chào và hẹn gặp lại quý khách trong những video lần sau.